Đồng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi. Thì tôi hỏi là tất cả các bạn trong chúng ta hôm nay ai đã từng nhìn thấy tờ 200 đồng? Giơ tay lên. 200 đồng Việt Nam. À, ai có tờ 200 đồng giơ tay lên. Wow, bây giờ tôi sẽ bán 5 quyển sách của Andy Ong. Chia sẻ và trải nghiệm cái tấm lòng của ông làm sao trở thành triệu phú, làm sao thành công, làm sao vượt lên từ đói rét. Giống như có cái câu nổi tiếng của Andy Ong mà tôi nhớ mãi nhớ mãi, đó là để thành công bạn phải đói. Bán cứ một cái cuốn sách này nè là 3 tờ 200 đồng cộng với một cái snack để mà mình vừa đọc sách mình vừa ăn. Có một điều tôi cũng lưu ý nhé. Có nghĩa là cái bìa cuốn sách khi mà các bạn nhìn nó hơi cũ một chút xíu thôi. Cái lý do là khi mà sách được chuyển về Việt Nam á, thì bị khui ra, rồi bị mang đi sở văn hóa với cả bên bộ thông tin á, là họ phải đọc. Họ phải đọc, họ nghiên cứu trước khi được đến tay chúng tôi. Thì nghiên cứu trong vòng 10 ngày đi qua lại trong mưa gió và nó trở thành thế này đây. Nhưng mà cái vỏ bọc không quan trọng. Cái quan trọng là cái inside kìa, cái inside của cuốn sách này. Và tôi không biết các bạn làm thế nào. Không biết các bạn làm thế nào, bằng cái cách khác biệt nào, bằng cái cách quyết tâm muốn lấy được cái cuốn sách này, bằng cái quyết tâm muốn được cái tư duy triệu phú của Andy Ong như thế nào, để mà lên đây 5 người, một cuốn sách là 600 đồng. Mời 5 người, 5 người đầu tiên, mỗi người được mua một cuốn. À là 3 người đúng không? Giờ các bạn có đồng ý cho cô này mua 3 cuốn không? Xin hỏi là hai người kia tại sao không dám lên đây? Cho một chàng phát tay cho hai người không dám lên. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn rất can đảm. Các bạn đứng ở giữa tất cả những người dám nhưng các bạn không dám. Các bạn rất can đảm, cho một chàng phát tay nữa. Vậy hai người đó đâu? Xin mời đứng lên, đi lên đây. Rồi, ok. Và bây giờ tôi sẽ Hoàng Anh 1 2 3 4 5 6 7 8 trao cho 8 bạn này phá lệ mỗi người một cuốn sách và một cái spy. Xin để tiền ở đây cho chúng tôi. Đây, bạn cứ ra đây mua. Bạn chỉ có 2 đồng, không đủ. Bạn có cái sự khác biệt và cái đặc biệt nào không? À, có một bạn có cái sự khác biệt. Bạn có 700 đồng, khỏi thối, cảm ơn bạn. Bạn có rồi đúng không? Ok. Rồi, bạn nói cái sự khác biệt của bạn đi. Em sắc khác biệt hơn chút xíu vì em không có 3 tờ 200 đồng nhưng mà em có tờ 1.000. Em nghĩ là với 1.000 thì chắc chắn sẽ mua được hơn một quyển. Nhưng mà em chỉ cần một quyển thôi. Ok, cảm ơn bạn vì cái sự mà tôi cảm thấy tôi lời quá, tôi phải chấp nhận thôi. Anh là người cuối cùng nha, đừng ai lên đây nữa nha, sách hết rồi. Dạ. Ok, cảm ơn anh. Và qua cái trò chơi này chúng ta thấy được một điều, đó là bạn dám tạo ra sự khác biệt nếu như mà không có đủ 3 tờ 200 đồng. Thì có người đưa tôi 700 đồng, có người đưa tôi 1.000. Tại vì những cái nguyên tắc của cuộc sống đó, khi mà chúng ta bước ra đường, chúng ta phải làm theo quy định của những cái nơi chúng ta đến. Và cái điều đó vô hình nữa làm che mờ đi cái sức sáng tạo và cái khác biệt của chúng ta. Chúng ta thấy là chỉ tuyển nữ dưới 25 tuổi, chúng ta là nam trên 30 tuổi. Nhiều khi chúng ta không dám bước vô. Nhưng mà có biết đâu là cái sự may mắn tình cờ là hôm đấy chúng ta muốn đi làm đầu bếp, mà cái anh đầu bếp trưởng, tại vì ở đó chỉ có một cái anh đầu bếp trưởng là nam thôi, anh nghĩ. Và chúng ta vào, chúng ta được giao phó cái nhiệm vụ đó thì sao? Rất là nhiều điều tương tự như vậy ở trong cuộc sống.
thì những cái người mà dám thương lượng, dám thay đổi, dám sáng tạo, dám khác biệt, những người đó là những cái con người đầu tiên thành công. Thì trong một tràng pháo tay cho tất cả những cái người đã lên đây lúc nãy. Thì tôi hỏi là bạn trẻ nào ngày hôm nay muốn thành công tức thì, giơ tay lên. Bạn trẻ nào ngày hôm nay muốn thay đổi ngay lập tức, giơ tay lên. Thay đổi ngay lập tức phải có cam kết với chính bản thân mình, ok. Bây giờ tất cả cái tài liệu mà khi các bạn bước vào, chúng ta có một cái bản cam kết, các bạn dỡ ra. Thì các bạn lấy cây bút lúc nãy chúng tôi phát ghi vào, bởi vì đây là một nghiên cứu khoa học, tôi yêu cầu các bạn nghiêm túc trong việc này. Bởi vì 95% trong những người thất bại ở trong cuộc sống, đó là không bao giờ cam kết. Nếu như cam kết trong lòng và cam kết bằng miệng, cam kết với người thân và cam kết ghi ra giấy, thì cam kết ghi ra giấy được gọi là cam kết cao nhất. Theo những nhà nghiên cứu khoa học, chẳng hạn như là vợ chồng lấy nhau, tại sao họ phải ký giấy tờ và cam kết trên giấy nữa? Bởi đó là một cái ràng buộc. Thì tôi yêu cầu các bạn ghi vào, tôi tên, ghi tên của các bạn ra, số điện thoại và email, ghi ngay bây giờ, nhanh lên, chúng ta chỉ có 3 giây và tôi sẽ đọc cho các bạn. Hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2011, tôi xin cam kết với bản thân mình, với hơn 300 bạn học và ban tổ chức chương trình phá vỡ lối mòn thành công tức thì. 1. Tôi sẽ tham gia khóa học và các trò chơi hết mình với 100% năng lượng và lòng quyết tâm. Tôi sẽ thay đổi, sẽ khác biệt để thành công trong công việc và cuộc sống ngay lập tức. Tôi sẽ ứng dụng và phát triển mọi kỹ năng học được hôm nay mỗi ngày. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2011, ký tên, ghi rõ họ tên. Các bạn đã hoàn thành xong chưa? Bây giờ giơ cái tờ này lên. Hai hàng ghế một nha. Quay lại, trao đổi cho nhau cái tờ giấy này. Thứ nhất, các bạn quen được một người bạn mới. Tại tôi không cho để kế bên quen nhau sẵn rồi. Cái thứ hai là những người bạn mới này sẽ là những người nhắc nhở nhau trong vòng 3 tháng tới. Và các bạn tin đi, các bạn phải tin, các bạn tin các bạn mới có được. Là cái phương pháp này áp dụng ở tất cả các cái nước tiên tiến ở trên thế giới và thay đổi cuộc đời của rất rất nhiều con người. Các bạn không tin nhá, các bạn sẽ không bao giờ đạt được. Các bạn tin nữa, các bạn nhắc nhở người khác chính là nhắc nhở bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì con người rất giỏi nhắc nhở người khác, nhưng rất dở nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày. Các bạn cam kết rồi, các bạn phải thực hiện đúng cái lời cam kết đó của mình. Và bây giờ chương trình hôm nay là chương trình CS. Các bạn đã cam kết rồi và các bạn phải nổi lửa như anh Bảo Anh hồi đầu nhé. Thì bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 tới 3, sau đó tôi say yes và các bạn cùng la hét với tôi để mà thể hiện cái khả năng của con người mình. Đừng để con người là yếu đuối. Hãy để con người, hãy để thiên thần bên trong chúng ta chiến thắng ác quỷ. Các bạn ơi, tay đâu, tay đâu? Chúng ta đã cam kết rồi, đã ký rồi nha. Có người nói giống kết hôn quá à. Thì chúng ta cùng la lên nha. 1, 2, 3, say yes. Nào, tay đâu, tay đâu? 1, 2, 3, say yes. Cảm ơn tất cả các bạn. Thì những cái chúng ta muốn thay đổi thì cái điều thay đổi đó phải xảy ra trong vòng 36 tiếng ngay từ khi muốn thì điều đó mới thành công. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện thực tế của bản thân tôi. Là tôi có một anh bạn thân là 15 năm qua anh nghiện thuốc lá rồi, không thể nào mà bỏ được. Bạn bè gia đình có căn ngăn như thế nào đi nữa thì anh cũng không thể bỏ thuốc được.
Thế nhưng mà đợt vừa rồi đi khám tổng quát của công ty thì ngay lập tức anh bỏ thuốc. Khi mà tôi về từ Úc á, sau cái chuyến công tác, tôi mang cho anh 2 bao thuốc lá thì biết là mới bỏ ngày hôm qua rồi. Và dụ dỗ cách nào cũng không hút. Và cuối cùng tôi phải mang 2 bao đó đi biếu người khác. Thì tại sao anh có cái sự thay đổi ngay lập tức như vậy? Có phải là cơ thể anh cắn xé anh như chúng ta nói là thúc đẩy tới hành động không? Không. Bởi vì cái kết quả sức khỏe cho biết đó, là anh có nguy cơ ung thư gan. Cái điều này nó hơi bị kinh khủng là cái thời gian á, điều trị không nói làm chi mà nó tàn phá cơ thể của anh và anh phải trả tiền thuốc là 18 triệu một tháng là ít nhất. Thì cái điều này làm anh phải thay đổi ngay lập tức. Thì tất cả chúng ta, các bạn ai muốn thay đổi ngay lập tức phải thay đổi liền lập tức. Bởi vì sao? Coi như ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời mình và coi như có người khác, chẳng hạn như những cái người đằng sau á đang cầm súng chỉ vào đầu bạn. Có thay đổi không? Hay là chết? Chết ngay bây giờ. Các bạn phải có cái cảm giác đó ở trong lòng để chúng ta thay đổi. Thay đổi thì mới thành công được. Chúng ta phải đi lên chúng ta mới thành công được. Chẳng hạn như